bấm chức năng shift L cao á, shift L sẽ ẩn được đèn, bật tắt đèn, ẩn đèn. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng là Express Proxy. Proxy thì nó là phải như sau. Thứ nhất, để proxy một đối tượng của chúng ta sẽ được UV map, có nghĩa một đối tượng chúng ta đã chỉnh vật liệu xong hết rồi. Đó. Khi proxy thì chúng ta sẽ không UV được nữa, chúng ta không chỉnh được cái map này cho nó hợp lý được nữa. Và proxy chỉ là việc bấm ren thôi, còn proxy thì không chỉnh được cái map này. Thì một cái proxy này nó có tác dụng như nào? Nó tác dụng cho những cái đối tượng có nhiều lưới thì nên proxy. Cái thứ hai là những đối tượng intent, giả dụ như mình copy hàng chục hàng trăm cái gối hoặc là hàng chục hàng trăm con tiện ấy, thì chúng ta lên proxy một đối tượng, sau đó chúng ta copy dưới dạng intent. Hoặc là chúng ta có hai cái sofa hoặc ba cái sofa này giống nhau thì chúng ta lên proxy một cái và chúng ta copy các đối tượng khác dưới dạng intent. Intent thì chúng ta hiểu đúng không? Intent này giống nhau nhá. Còn khi proxy rồi thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa cái đối tượng này được nhiều, chỉ dùng scale thôi chứ không dùng chức năng cấp độ số 1, số 2, số 3 là không dùng được đó. Số 4, số 5 thì không dùng được nhá. Thì trước khi proxy thì chúng ta mình nhắc lại, thứ nhất là đối tượng được UV map hoàn chỉnh, cái thứ hai nó sẽ không nằm trong bất cứ một cái group này. Nếu nó làm trong group thì trong một nhóm này chúng ta chỉ proxy được một đối tượng thôi. Đấy, nên thường thường ấy, nó sẽ là ở chức năng đối tượng đó, chúng ta mình sẽ để ở chức năng là trước tiên cái file này mình để bảo toàn cái file này không bị mất, thì trước khi proxy thì mình nên save s toàn bộ cái file này sang thành một cái file mới. Mình có thể đặt tên là dự án đó, sau đó thêm một tên file là proxy cũng được để tránh mất cái file dự án này. Thế sau này mình còn sử dụng được vào những công trình khác thì cái dự án proxy này thì nên đặt tên thêm cùng cái file đó và đặt tên thành cái dự án khác để tránh nó bị mất cả cái bài này này. Và sau này chúng ta muốn thấy bộ sofa này có thể dùng cho các công trình khác được thì mình đầu tiên mình sẽ exporter là phá toàn bộ các group này, không còn group nào nữa, các đối tượng này không được trong group nào nữa, là cái điều kiện đầu tiên. Cái thứ hai là mình sẽ convert toàn bộ đối tượng này sang Edipoly. Chuột phải convert Edipoly hay là mình ở đây mình có chức năng rồi. Các đối tượng này nằm ở hết ở dạng Edipoly. Sau đó chúng ta chuột phải, chúng ta chọn chức năng attach. Để nó attach thành một khối. Ở đây chúng ta để chức năng trên cùng và dưới như này, ok. Vậy là đối tượng ta bây giờ nếu mà bấm vào cấp độ số 1 ấy, thì đây nó là một đối tượng rồi. Thì chúng ta sẽ làm một lần. Thực ra mình làm nhiều lần cũng được, nhưng mà khuyên các bạn nên làm một lần cho nó nhanh. Sau đó chúng ta chọn một đối tượng này, chuột phải, và chúng ta có chức năng là Frame Export này. Thì ở đây chúng ta sẽ dẫn cái đường dẫn vào đúng nơi cái chức năng folder đầu tiên ấy. Chúng ta nên dẫn cái chức năng proxy vào đúng cái dự án mà chúng ta đang làm. Được chưa? Sau đó chúng ta chọn chức năng bên dưới cho mình nhé, chức năng là export mỗi đối tượng ở dưới đây, có nghĩa là export mỗi cái đối tượng mà mình đang chọn này. Đó, chúng ta đặt bấm vào nút Pro thứ hai và mình đặt tên đây là sofa. Tại sao phải đặt tên là sofa? Nếu bạn không đặt tên ấy, bạn để như này ấy, sau này bạn chẳng biết cái plan này nó là cái gì. Bạn muốn dùng một công trình khác ấy, thì bạn tên đây là bộ sofa, thì sau này chúng ta mới biết được à bộ sofa này là này để làm gì. Và chúng ta nếu không để mặc định thì nó sẽ làm tên mặc định nó đây. Cancel đi nhá, nếu bạn không đặt tên thì cái tên mặc định ở đây, sau này bạn chẳng biết cái MR này tên nó là cái gì và chúng ta sẽ không dùng lại được. Để dùng lại được cho nó tiện thì chúng ta nên đặt tên là sofa 1, sofa 2, sofa 3 thì chúng ta nhớ được thì đặt tên. Thì mai mốt chúng ta dùng đúng cái sofa 1, sofa 2 này thì nó không phải proxy nữa mà nó đã hoàn chỉnh rồi. Đấy, mình đặt tên là sofa 1. Sau này chúng ta sẽ proxy nhiều bộ sofa thì nó sẽ chúng ta để cái đuôi này nguyên như này và ok. Đấy là đặt tên cho cái bộ sofa này thôi. Ở đây thì chúng ta phải kích hoạt vào chức năng Auto Grid Proxy này. Có nghĩa là khi chúng ta nó sẽ tự động chúng ta tạo cho mình cái file proxy. Đó. Nếu bạn không biết nhiều bạn chỉ cần như thế này bạn có ok là xong. Có nghĩa là lưu về cái nơi chúng ta đang làm việc, đặt tên cho bộ sofa, đặt tên cho sản phẩm mình proxy đó.
sau đó kích hoạt vào chức năng Auto Grip Brushy là xong, bấm OK, chờ. Ở đây nó đang báo đang lỗi cái gì đó. Nó không cho đưa ra cái chức năng này rồi. Mình phải làm lại. Mình sẽ xếp ép toàn bộ cái file này sang một cái folder khác. Mình sẽ đưa vào ổ đĩa này thôi. Đưa vào ổ E nhé. Mình đặt tên một dự án mới. Công trình 1. CT1 rồi. Mình vừa xếp S thì cái file CT1 đấy nó không có map. Mình nên rename cái map. Xong rồi đóng gói đưa nó về, rename này. Đâu này. Chọn một ô bất kỳ, bấm vào cái nơi mình giải nén ấy. Càng dẫn sâu thì càng nhanh. Sau đó mình bấm vào Mary Collect để đưa về Madrid, Run Rip, chọn MB Collect và OK, chọn MB này, dẫn về cái nơi mà mình vừa tạo dự án ấy, nó nằm trong ổ D, E này, đây công trình 1 đây, OK, mình dẫn về đây. Ở đây mình chưa copy mấy khác thì không cần tạo file zip, Collect nó về giờ vào cái công trình 1 vừa nãy tạo ấy. Đây này. Nó có đầy đủ map ở đây rồi. Công trình 1 đây. OK. Rồi mình chọn cái ghế này lại. Mình proxy lại nhé, chuột phải này. Remade Default này. Đưa về. Chọn công trình này. Đặt tên này. Sofa. Bằng ý này, kích hoạt chức năng Auto Grip Proxy, OK. Đối tượng chúng ta như này là được Proxy rồi. Nếu chúng ta để kỹ nhá, nhìn thông số đây này, nếu chúng ta để về chức năng bình thường của nó, chúng ta chọn Sofa và Modify này, nó có tên là Privacy nhá, thì trong phần Parameter này, nó có 1, 2, 3, 4, 5 chức năng hiển thị. Nếu chúng ta để chức năng sâu mét này thì nó giống hệt cái bộ. Bạn nhìn số lượng query ở đây nhé, nó thay đổi đó. Nếu mình chọn chức năng này thì gần như là đối tượng proxy không có tác dụng gì cả. Nó sẽ hiển thị nguyên như thế và nó sẽ giật. Thường thường mình sẽ chọn ở chức năng là preview này, hoặc preview này. Hoặc là chúng ta đưa về dạng boring box. Bạn thấy đưa lên boring box thì đối tượng ra được giảm mới đi đáng kể. Đang là 700.000 đúng không? Xuống còn 400 này. Đó. Và nếu mà khuyên các bạn đừng để ở dạng point. Bạn để một dạng point này render ra thì vẫn thấy, nhưng chúng ta tưởng là rác nó sẽ xóa đi. Thì khuyên các bạn nếu có để dạng nữa thì để dạng cho mình dạng box như này. Thì chúng ta vẫn biết đây nó là một đối tượng mà chúng ta đã proxy rồi. Đó. Hoặc là chúng ta để dễ dàng hơn thì chúng ta nên để chức năng hai chức năng này. Mình hay để hai chức năng này. Hai chức năng này tí mình sẽ nói rõ ở trong phần đó là chức năng preview này đúng không? Đang chỉ nhớ chữ preview này thôi nhé. Thì tí nữa chúng ta sẽ có cái chức năng đó ở hai tất cả đây này. Ở đây mình sẽ proxy thêm một đối tượng nữa, giả những cái đối tượng này, unquy như này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nó nằm trong group hay không, thì export nó ra. Sau đó chọn toàn bộ các đối tượng này cần vào edit poly. Sau đó chọn một đối tượng để attach nó lại, mục đích là mình làm một lần cho nó nhanh. Chọn đối tượng này, chuột phải bấm vào Remade Export. Trong cái bảng này ấy, chính cái chức năng preview đây này, mình muốn nhìn thấy nhiều hơn thì ít hơn mình có thể tăng nhạc vào đây. Mình khuyên các bạn không nên cần chỉnh đâu, chúng ta nên cứ để nguyên như này thôi và đặt tên mỗi cho nó là đây là chính là cái ghế. Ghế này ghế một tiếp. Ghế bạn kỹ hơn thì bạn ghế là tên là ghế thư giãn. Xếp
đây này, sofa này này. Đấy. Sau đó bấm OK. Nó sẽ tự động nó tạo ra mình một cái file proxy. Đây, mình proxy đi rồi. Nó có nhiều chế độ để xem. Tốt nhất là bạn nên để về chế độ bóc là tốt nhất. Như thế là bài nó đã giảm dần theo từng chi tiết. Giờ mình sẽ proxy nguyên cái bộ bàn này. Rồi bộ decor này cũng được. F3 nhé. Đây mình sẽ proxy nguyên cái cụm này. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đối tượng và kiểm tra hết, mở hết group ra, chọn toàn bộ đối tượng này cần vượt edit poly. Lưu ý nhé, đôi khi mình attach nhiều như thế này cũng có thể nó bị treo máy và bung. Tùy nhé, máy khỏe máy yếu, attach nhiều quá cũng bị bung nhé. Và nó sẽ quay lâu ấy, mình thử xem. OK. Đôi khi chờ cũng lâu đấy. Máy khỏe thì nó làm nhanh, máy yếu sẽ làm lâu, và đôi khi nó bung. Mình chỉ bạn thêm một lần nữa. Khi sau khi mà tách xong rồi ấy, chúng ta chọn đối tượng này, chuột phải có chức năng là một đây Medicport đây này. Bạn đây đưa về công trình này và đặt tên đây là khối, bấm nút Brow nhé, khối kệ TV này. Xếp này, để chức năng auto này, kích hoạt luôn. Nó cũng tùy vào file proxy nhiều hay ít, nó sẽ quay, nó chờ. Đó, xong rồi đấy. Các bạn chỉ kiểm tra đưa vào chức năng show mét này, trở lại bình thường. Nên để chức năng preview này cũng được, để chúng ta nhìn thấy hình khối sơ sơ này. Bài chúng ta bây giờ là còn 1 triệu mấy. Và chúng ta thử xem render xem nó có thay đổi gì không nhé. Thì trong phần render này mình chỉ luôn cho các bạn chức năng là render nhiều camera và render lưu tắt máy. Ở đây mình sẽ lấy một cái setting nhẹ nhẹ thôi. Mình chỉ hướng dẫn các bạn chức năng là setting mình rất nhẹ, chất lượng ảnh mình đánh rất nhẹ thôi. Giờ mình nói cho các bạn một chút. Mình sẽ đặt nhiều camera. Thì bạn hiểu lúc nào là chúng ta có thể mỗi một camera và setting đều được. Hoặc mỗi một camera một khổ ảnh đều được. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là tất cả các camera cùng setting và cùng khổ ảnh. Và sau này chúng ta khác thì chúng ta chỉ cần làm khác thôi. Quy trình thì giống hệt như thế. Để cho bạn không bị rối thì mình sẽ sử dụng một setting cho các tất cả camera này. Và sau này chúng ta có thể tạo nhiều setting và tạo nhiều camera. Để tránh chúng ta bị rối mình sẽ nói chúng ta một phương pháp thôi. Rồi chúng ta cũng sẽ làm được hết. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo những cái góc camera mà chúng ta định render. Ở đây mình sẽ tạo ra 3 góc. Sẽ tạo ra 3 góc. Tạo ra 3 góc cam để render cho cái bài này. Mình sẽ lên 3 cam rồi. Ví dụ đây mình đặt xong 3 cam rồi. Mình không quan trọng là chất lượng như nào nhé. Mình kiểm tra một chút xíu. Bấm Shift F để biết được kết quả render cuối cùng. Ở đây nó bị như này đúng không? Chúng ta view. Nhớ là để standard đầu tiên nhé. Rồi ở đây bài này có thể nó mất map, chúng ta rename lại những map. Map đủ rồi.
Đây góc này nó hơi xấu, mình có thể chỉnh đi một tí. Xấu ở chỗ này này. Đó. C. Ở đây chúng ta có một cái body box, đây có một cái ghế này. Để đặt cam thì chúng ta sẽ chuyển cái này không về dạng body box nữa. Chuyển cái dạng đối tượng này về dạng sâu mét để dễ nhìn hơn. Đây này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ghế. Có thể góc này chúng ta chọn camera cara số 2. F12 này, chiều cao cái ghế này này chúng ta lên khoảng tầm 2 mét. Target mình kéo xuống thấp. Góc này cũng khá đẹp đối với góc không gian này. Được chưa? Chỉ là phương pháp và cách nào cái đặt thôi. Tại vì nếu để tầm mắt thì bị vướng như thế này đúng không? Kéo cao lên. Ngay cả cái góc cam C3 này cũng vậy. C3 này, góc cam này xấu này. Thay vì chúng ta lại cũng chọn camera. Nó đang ở chiều cao là bao nhiêu? Chiều cao là 1m1 này, cho đây gọi là 1800. Chuột phải chọn target cho thấp xuống. Đây góc này cũng được. Những cái đối tượng nào nó vướng tầm mắt đấy, không gian nhỏ nên đặt như này. C1 thì nó mình thấy hơi xấu, họ đặt hơi xấu, mình sẽ cúi, mình sẽ đặt lại cái C1 này một chút xíu. Tập trung một chút xíu nữa. Zoom gần lại một tí. Ok chưa? Nhá. Giờ mình sẽ lên 3 camera thì nó sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải lưu 3 camera này lại, lưu 3 cái setting này. Chúng ta bấm bảng lên setup này lên. Sau này chúng ta mỗi setting chúng ta chọn một camera thì đều được, hoặc là mỗi khẩu ảnh đều một camera khác nhau đều được, có nghĩa chúng ta sẽ thay đổi khẩu ảnh. Có thể thay đổi khẩu ảnh cho từng góc. Cái thì khổ vuông, cái thì khổ dài, cái thì kích thước 100, cái kích thước 1000, tùy. Có nghĩa là kích thước thì nó thay đổi theo từng cam. Mình ví dụ một góc 1, mình để là 500. Và chúng ta sẽ lưu đây, trong phần frame buffer này. Ở đây nó mặc định nó đang tắt đấy, chúng ta kích hoạt vào đây này. Và chúng ta sẽ lưu, bấm vào nút 3 chấm đây. Chúng ta lưu đi đâu? Thường thường chúng ta sẽ lưu vào đúng cái công trình chúng ta đang lưu á. Và chúng ta tên đây là ảnh 1. Đây mình đang lưu ảnh mà. Có đuôi là PNG hay các đuôi khác. Save. Vậy là khi lên xong thì tự động sẽ lưu được tấm ảnh 1 đúng không ạ? Vậy cái setting này chúng ta chưa lưu thì chúng ta cũng phải chọn vào đây. Preset này. Chắc ăn thì mình bấm lại cái setting ở đây rồi không biết. Đó, mình mở lại cái bảng này này. Đây mình lưu lại, tên lại nhé, ảnh 1. Đuôi PNG. Save. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại cái setting này. Có chức năng là Save Preset này. Mình cũng đặt tên là ảnh 1. Đây chính là setting ảnh 1 nha, mình đi là setting này. Cách ảnh 1. Bạn lưu đi đâu thì tí bạn loát lại ở đấy. Thì mặc định cứ để ở đây cũng được. Bạn nào chắc ăn thì bạn cũng đưa lại đúng về công trình của mình. Đây, trong phần này, save. Ở đây nó nổi lên một cái bảng, bấm save luôn. Có nghĩa chúng ta sẽ sử dụng common, effect, environment, tất cả các thông số này, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ lưu đến cái ảnh số 2. Bạn thích kích thước khác nhau hay không? Hay cũng cùng khổ này. Giả dụ mình để là 400 nhé. Mình lưu đi đâu? Tên là gì? Lưu đi đâu tên là gì đây? Tên nó tất nhiên là phải là ảnh 2 rồi. Save. Vậy là mình mới có lưu ảnh xong rồi chưa lưu setting đúng không? Ở đây chúng ta sẽ lưu đi setting là S2.
chưa? Và chúng ta nếu render 3 cam thì có thể chọn cam này mình lên nhỏ hơn nhỉ. Tất nhiên trong các phần setting này chúng ta chỉnh muốn chất lượng như nào đều chỉnh được hết. Mỗi setting đây mình đang lưu cho bạn gọi là lưu 3 setting. Như đây mình dùng cùng một setting cho 3 camera thôi. Bạn lưu các thay đổi ở đây cũng được. Chất lượng cao hơn, khổ ảnh cao hơn thì tất cả các cái đều thay đổi được hết. Miễn là chúng ta lưu cái setting này lại. Ở đây mình sẽ là ảnh 3 đúng không? Lưu cái ảnh này lại. Ở đây mình tiện mình nói luôn về chức năng là lưu lên mạng như thế nào thì thay vì đường dẫn mình sẽ lưu về đây. Mình sẽ không dẫn lưu về đây nữa. Đó. Cái mega này không biết mình đang đặt ở đâu. Đây, trong phần document này. Bây giờ mình sẽ lưu cái bức ảnh này ở trên cái file mega này đang được đồng bộ với internet. Có nghĩa là máy của chúng ta đang được kết nối với internet, mình sẽ tạo thêm một công trình là CT1, công trình 1, mình đang làm công trình 1 đúng không? Rồi mình lưu 3 cái setting bức ảnh đều ra đây. Render xong ảnh thì tự động nó đưa vào đây. Và chúng ta sẽ có bài trên mạng nhé. Rồi mình lưu lại bài setting này. Đây là setting 3 đúng không? Mình sẽ đưa ra. Document này. Đưa vào công trình 1 này, đây là ảnh 3 nhé, mình lưu lại. Tất nhiên 3 setting này mình phải lưu lại rồi. Nên mình set preset. Mình để là setting ảnh 3 nhé. Set now. Rồi còn hai cái setting kia nó đang bị sai về vùng lưu ảnh thì mình chọn lại reset của nó là mình sửa một cái đường dẫn lưu thôi, mình lưu là cái phần này, mình xếp ảnh ở đây thôi. Sau đó chúng ta phải lưu lại cái setting này. Đến cái setting 1 mình đang sai cái vùng lưu ảnh đúng không? Đó, xem và mình sửa setting rồi thì chúng ta phải lưu lại setting, xếp chồng nó lên này. Vậy là chúng ta khi render xong 3 bức ảnh ấy, thì 3 cam ấy, thì tự động nó sẽ nhảy vào cái folder chỗ này. Và cái folder này sẽ được đồng bộ lên mạng, thì chờ trong khi render thì mình sẽ nói đến phần lên mạng. Mình bấm render nhé. Render đây thì chưa được đâu, bấm render đây nó chỉ render có 1 cam thôi. Và chúng ta sẽ có chức năng riêng, tắt cái bảng này đi. Trong phần render này, chúng ta có chức năng là Back Render. Có thể render nhiều camera. Cái vừa nãy là chúng ta mới lưu lại được 3 setting và 3 cái phần nhớ của bức ảnh thôi. Còn đây với chức năng đây với là chức năng render nhiều camera này. Nếu chúng ta bấm vào đây nó chỉ render 1 cam thôi. Bấm vào đây F9, F12 đều đây chỉ render 1 cam thôi mà chúng ta phải vào cái bảng này. Cái đặt một chút xíu nữa. Ở đây chúng ta sẽ add, ở đây bài chúng ta có 3 camera thì chúng ta sẽ add 3 lần. 3 cái view này. Mỗi cái view này cho 1 camera và 1 setting. Mình sẽ view 1, mình sẽ add cái cam 1, view 2, add cam 2, view 3, mình add cam 3. Mình kéo to cái bảng này ra. Tiếp tục cái view 1 này, chúng ta sẽ chọn setting 1, preset này. View 2, mình chọn setting 2. Và view 3, mình chọn setting 3. Nên nhớ là 3 dấu check này phải check, nếu mình bỏ một dấu check này thì bạn hiểu nôm na nó sẽ chỉ render có 2 setting và 2 cam thôi. Còn cam 2 thì mình bỏ qua. Nên đã check vào thì chúng ta sẽ render 3 cam. Mỗi như thế là chúng ta bấm render là nhớ là phải render trong bảng back render này nhé. Bấm nút render này, bấm ngoài này không ứng dụng đâu. Phải bấm trong cái bảng này thì nó mới ra. Còn không thì nó không ra. Nhớ nhá.
đã chọn nhiều cam, muốn kiểm tra lại đây này, cam 1, cam 2, cam 3 này, xin tinh 1, xin tinh 2, xin tinh 3 này, và render, nó sẽ render lần lượt cam 1, cam 2, cam 3. Nếu chúng ta đảo xin tinh thì sao? Đảo thì nó sẽ đảo. À, bấm render này. Ở đây nó hỏi những cái mảng này thì chúng ta phải bấm ok nhé. Thì cái máy của mình ấy đã đồng bộ lên mạng rồi, chúng ta sẽ vào trang Mega. Tí mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài Mega, tạo tài khoản Mega như thế nào. Hoặc các bạn có Drive đồng bộ, Dropbox đồng bộ, hay tất cả cái gì tài khoản liên quan đến đồng bộ chúng ta đều dùng được. Đây mình đang đồng bộ trên Mega. Các bạn nhìn công trình CT1 hiện tại đang trống nhé. Thì chờ nó đen xong 3 bức ảnh. Cái khổ 500 này, một cái 400, một cái 200 đúng không? Cái này thì mình không nên run để đến ánh sáng màu sắc hay gì, đó là chỉ là test, chỉ là hướng dẫn cho các bạn cách render nhiều cam. Xong 2 cam mà đến cam thứ 3. Thì bạn giờ 2 cam xong rồi ấy, thì bạn vào folder ảnh ấy, mình thấy rồi, đã được 2 cam xong rồi đúng không ạ? Đây cam 1 đây này, chúng ta không phải bấm nút save đâu, tự động nó lưu này. Đây cam 2, 2 cam xong rồi đúng không? Đến cái cam thứ 3 và đang lên đấy, bạn thấy cái nút xanh xanh của mình nó đã check lên rồi, có nghĩa là file của mình đã ở trên mạng rồi đấy. Rồi bạn vào internet đây này, CT1 đây có 2 cam trên mạng này. Mà render xong thì tí nữa mình sẽ chỉ phần tắt máy và tắt nhạc. Đây nó lên xong cam này đi đó. Đó, render xong là xong. Được chưa? Mà bạn nhìn vào đây trong file đây ấy, nó có cam 3 đang update này. Khi bao giờ nó báo nút xanh ấy thì mình lên internet thì chắc chắn nó sẽ cập nhật. Được chưa ạ? Đây này, chưa cập nhật xong này. Cái này thì phụ thuộc vào mạng của các bạn thôi. Điều kiện là để có trên mạng mà chúng ta đi vào gặp khách hàng ấy, thì chúng ta phải để phát nhạc ấy, thì mình có gửi cho bạn một cái file máy phần mềm phát nhạc này này, có một bài nhạc. Chúng ta sẽ sửa cái code của phát nhạc. Mình sẽ gửi cho bạn một cái code như thế này và chúng ta sẽ mở lên trước. Thì trong phần phát nhạc thì bạn để cái bài nhạc đó ở đâu và được dẫn như thế nào thì chúng ta sẽ để nguyên như thế nhá. Ở đây chúng ta chỉ sửa các cái đường dẫn này, mà không nhầm mình đang sửa trong phần phát nhạc copy này. Bạn nên copy cái file này ra nhé, copy này, và mình paste ở đây ấy. Mình sửa trên cái file copy 2 này nhá. Ở đây thì mình sửa trên cái file này rồi. Thì cái bài nhạc của mình đang để ở OS này, trong mục thuần mắt này, đúng không ạ? Bản nhạc mình đang nằm trong OS và mục thuần mắt, thì trong cái file code bạn sửa, bạn lưu về đâu thì bạn cũng sửa cái file đó theo đúng như này. Bạn chỉ cần copy ổ gì như thế này, ổ A, ổ B, ổ C gì đó. Cái file vào ra tất cả đều là tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh nhá. Và cái file nhạc mà chúng ta, nếu mà bạn muốn không phải cái file của mình ấy, thì bạn chọn cái file của đối MP3 cho mình là được. Cấu trúc thì bạn chỉ cần sửa ở bên trong này thôi, còn các cái khác thì chúng ta không được đọc đến nhá. Sau đó chúng ta file xếp vào là xong. Được chưa? Đấy là phần sửa cái code của bản nhạc cho nó khớp với máy của các bạn ấy. Chúng ta sẽ kích vào đây, kích đúp vào đây này, nó sẽ sửa nhá, kích đúp lên để sửa. Nếu mà mở lên mà chúng ta cái file chúng ta nó không nổi lên ấy, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn chức năng open with nhé, và chúng ta chọn một cái phiên bản đó là notebook này để mở cái file lên để sửa code. Tùy mỗi máy nó hiển thị khác nhau đấy. Chúng ta chuột phải, chúng ta chọn chức năng open with này, và chọn chức năng ở đây. Nếu chúng ta chọn ở đây này, sổ ở đây này, để tìm những cái phiên bản là thường thường mình buộc bắt hoặc là nốt bắt đều được. À, để chúng ta sửa cái file code này, sửa xong thì chúng ta file xếp và nó xong, và sau đó chúng ta copy. Đây mình copy cái file copy phát nhạc này, copy vào đi vani mắt, tắt cái file này đi. Mình sẽ render cam 3 thôi nhé, phần back render không liên quan. Phát nhạc nó chỉ là phát nhạc, mình có thể chèn phát nhạc vào setting vào đây được thì không có liên quan. Mình sẽ chọn cái cam số 3 này cho nó lên nó nhanh.
Với chiếc render cam 3 này thì trong phần scripting này mình hay paste nó vào đây, ram dip mình paste cái phát nhạc, tắt máy, tất cả vào đây, mục đích là tí nữa nó tìm nó nhanh hơn thôi. Còn không thì bạn phải dẫn đến đường dẫn mà chúng ta là có thì chúng ta sẽ vào chỗ đây và cài đặt. Trong phần command này kéo xuống bên dưới nó có phần scripting script thì chúng ta sẽ bấm vào nút add file thì tự động nó sẽ nổi lên cái chức năng trong cái tab script này. Nếu các bạn không paste vào đây thì chúng ta phải dẫn đường dẫn đến trả như là vào ổ d rồi ổ e không phải ổ f rồi lại thường mắc mà chúng ta tìm thấy đúng cái file phát nhạc này là được. Còn thường thì mình sẽ chọn chức năng là mình bấm vào đây luôn, nó sẽ dẫn trực tiếp đến cái file script này, mình chọn phát nhạc là xong. Phát nhạc là gì? Có khi render xong thì tự động nó phát lên một bản nhạc, mục đích là để báo ra biết là render xong rồi. Hay mình thử nhé. Rồi mình bấm render lại đây này, nó lại setting thì nó mất, mình phải loát lại. Sắp lên xong rồi. Bấm render thì chúng ta phải save file, tại vì trước khi render chúng ta phải chỉnh sửa file đúng không? Thì trước khi chúng ta sử dụng chức năng render tắt máy thì chúng ta phải, trước khi bấm render thì chúng ta phải save file, cần chút S để nó lưu lại các cái quá trình này làm việc, mai mốt có sửa lại sửa lại. Nhiều lúc mà mình quên bấm save cái là mai nó tắt máy nó không nhớ đâu. Cái chức năng nó chỉ tắt máy cho mình thôi mà nó không tự động nó lưu đâu. Thì trước khi bấm render thì chúng ta phải bấm nút file, nút save để lưu lại quá trình làm việc của chúng ta, tránh tình trạng là chúng ta sửa nhiều quá rồi mà không biết sửa cái gì nhá, và sửa thông số như thế nào thì không ra được. Thì nhớ là trước khi bấm render thì sẽ là lưu file. Tiếp theo thì có một cái phần nữa, đó là có chức năng là tắt máy. Thì chúng ta muốn bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, ở đây là tính bằng giây nhé, tính bằng giây, bạn muốn bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì lại kích đúp vào đây và chúng ta sửa cái code cho mình. Giả chúng ta muốn 800 giây, 1.000 hay 10.000 bao nhiêu đó thì mình sẽ sửa ở đây. Chỉ sửa mỗi thông số này cho mình nhé. Khuyên các bạn nên để khoảng độ tầm sau khi render xong khoảng tầm 10 phút thì tắt máy. Tại sao lại để 10 phút? Thứ nhất, bức ảnh chúng ta kịp up lên mạng. Nếu mà khổ ảnh lớn ấy, thì chúng ta lên để khoảng 15 phút. Cái thứ hai, render xong máy chúng ta đang hoạt động rất là căng đúng không? Mà cho nó tắt luôn ấy, thì nó sẽ rất là sốc máy. Nó tắt xong để chờ quá trình máy nó nguội một chút xíu rồi nó tắt. Đấy thì mình hay để khoảng tầm 15 phút. Sau khi render xong khoảng 15 phút sau nó sẽ được tắt máy. Thì tùy các bạn, bạn cứ chia giây ra bao nhiêu thì chia. 900 cũng được, mình hay để 900. Đây thôi. Còn thêm một cú pháp nữa là cú pháp hủy tắt máy. Có nghĩa là khi chúng ta làm việc ấy mà chúng ta sẽ có cú pháp là chúng ta phải soạn từ shutdown cách trừ A để hủy tắt máy. Tại sao mình phải chuẩn bị trước như thế này? Bạn bấm vào lá cờ của chiếc R nhé. Bấm lá cờ của chiếc R sẽ nổi lên cái bảng này. Sau đó chúng ta sẽ soạn cái cú pháp shutdown cái chữ A này. Xong rồi bấm OK một lần xem nó sao. Thì nó sẽ nháy màn hình một cái đúng không? Đấy, thực ra nó nháy là chúng nó sẽ hủy cái chức năng này đi. Sau khi bạn sửa xong thì chúng ta chỉ file save thôi nhé. Khuyên các bạn cũng trước khi nào sửa cái file của mình ấy, chúng ta cũng copy cái file này ra và paste. Tại sao nó phải copy paste như này? Chẳng may chúng ta sửa sai cú pháp trong này này, nó sẽ không còn hoạt động thì chúng ta lấy lại được cái cũ. Cách nào mà mình luôn bảo toàn cái cũ? Đó, cho mình sửa trên cái file copy này này. Đó, sửa cú pháp này, 500 hay 100 hay bao nhiêu đó, hay 1.000 hay 10.000 gì đó tùy các bạn nhá. Tính bằng giây. Sau đó thì file thì save vào xong.
mình xóa những cái này đi. Rồi thì những cái này thì mình cũng copy vào trong phần body mask. Mặt không copy vào cũng được, mà copy vào cũng được. Mình thấy copy vào nó hiệu quả hơn. Mình bấm phát là được luôn. Nhá. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta cũng vào phần cài đặt trong phần comment này. Ở đây vừa nãy mình nốt một cái tool, nó là tool phát nhạc. Bạn không thích phát nhạc nữa thì bạn bấm vào nút clear này là xong. Đây đưa xong thì nó không phát nhạc nữa, nó trở lại như bình thường. Cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ nốt một cái file, đó là file tắt máy. Tắt máy 900, sau 900 giây nó sẽ tự động tắt máy. Ok. Bạn không thích nữa thì bạn cũng xóa đi. Bạn thích thì bạn add vào. Rồi mình sẽ test cái thông số là sau 900 giây nó sẽ tắt máy nhé. Mình đã thủ trước chức năng hủy tắt máy đấy rồi. Có nghĩa là chúng ta render như này, chúng ta đang test thì không cần tắt máy đúng không? Chỉ áp dụng như trường hợp chúng ta tắt máy đi ngủ hoặc là tắt máy đi để nó gặp khách hàng. Thì trước khi bấm render thì mình đã nói là bấm save rồi đúng không? Cái đấy luôn nhắc trước nhá. Rồi giờ mình sẽ bấm render. Lại đấy, nó vừa báo nháy nháy màn hình chúng ta là sau 900 giây nó tự động nó tắt đấy. Thì thay vì như thế, mình nếu mình không muốn 900 giây nó tắt đấy, mình sẽ bấm phím control cái lá cờ chữ R này, mình soạn cú pháp rồi bấm ok phát này, nó sẽ hủy, mình sẽ không bị tắt máy nữa. Còn các bạn là nó sẽ tắt đấy.